Các cậu ơi, hôm nay lớp mình được đi du lịch rồi. Xe chuẩn bị đến nơi rồi. Đây, bây giờ bọn mình sẽ ở trong cái ngôi nhà mới này nha. Đây là cái xe mà sẽ chuyển đồ đạc của chúng mình tới đây đúng không? Đúng rồi, đây là căn nhà mới mà lớp bọn tớ sẽ được ở đây đây. Mùa hè này có bạn nào được đi du lịch không? Nào các bạn ơi, vào đây đi. Here we go. Ôi nhiều đồ quá. Wow, đây, nhà mới rộng chưa? Khám phá nha, kiểu như một cái khu nghỉ dưỡng ấy cậu ơi. Đúng rồi. Nhà này rất to để cho cả lớp chúng mình có thể ở đây được. Đây là khu bàn ăn. Còn đây là phòng khách. Đúng rồi, phòng khách có tivi và tủ. Có ghế sofa rất là rộng. Wow, luôn. Một cái tivi rất là to để mình tha hồ xem. Wow, to gần bằng cả cái mảng tường kia luôn. Wow. Oh, nhưng mà đồ đạc của bọn mình ở đây hết rồi, bọn mình phải chuyển lên phòng thôi các cậu ơi. Đây, mang đi du lịch bọn mình mang theo rất nhiều đồ đạc. Để vào đây. Đấy, để hết vào đây nào. Để cả trên tầng nữa các cậu ơi, ở dưới này sắp hết chỗ rồi. Để tớ mang lên tầng tớ để vậy. Trên tầng này, à, rất nhiều các phòng ngủ. Đúng rồi, phòng ngủ. Phòng hồng là của con gái nhá. Còn phòng màu xanh sẽ là của con trai. Còn đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh mà rộng thế này á. Bởi vì nhà vệ sinh chung mà, tất cả các bạn sẽ đều dùng chung một cái vệ sinh này. Nhưng mà kỳ lạ thật đấy, nhà vệ sinh lại không có cửa. Đúng không? Đúng rồi, nhà vệ sinh này không có cửa. Thế này thì tớ không dám đi vệ sinh đâu. Cái nhà này còn có cả một phòng nhà bóng này. Ôi ôi, đẹp chưa? Nhà bóng, bóng to, bóng nhỏ, xong lại còn có cả cầu trượt bóng. Cầu trượt rồi là vào những cái thử thách nhà lưới này nữa này. Tôi rất hào hứng khi sống ở ngôi nhà mới này đó. Ai cũng vui hết các cậu ạ. Đây, vào phòng ngủ nha, phòng ngủ của con trai. Mỗi bạn một giường. Ô, đấy. Bạn này đã nằm ngủ rồi à? Bạn đi nằm thử xem có êm không ấy mà. Đấy. Chúng mình phải chọn giường đi cậu ơi. Chưa. Hôm nay nữa các bạn nằm hết đấy. Bây giờ hay là nằm ở căn phòng màu hồng này này. Không, phòng này cho các bạn con gái. Đấy, cái bạn con gái này, lớp tới có mấy bạn con gái liền cơ. Phía sau là một cánh đồng cỏ, có view rất là đẹp. Ui, động đất các cậu ơi. Ui, sao thế này? Vừa mới đến đây đến mà đã bị động đất rồi á. Cẩn thận đấy các cậu ơi, đá từ trên trần nhà rơi xuống kìa. Đừng phải tránh những viên đá này. Đúng rồi, mọi người phải tránh những cái viên đá ra các cậu ạ. Ui, cẩn thận, đứng vào những cái vòng đỏ này là sẽ có đá rơi xuống đây. Đây là chuyến picnic bất ổn nhất mà tớ từng đi đó. Vừa mới tới nơi xong mà đã gặp động đất rồi. Lại có vòng tròn đỏ xuất hiện rồi. Cẩn thận đây cậu ơi. Nguy hiểm quá. Tớ nghĩ là chúng mình nên chạy xuống tầng 1 đi. Hết chưa? Chạy xuống tầng 1 là không bị sao luôn. Hình như hết rồi các cậu ạ. Động đất qua đi rồi. Các cậu có sợ không? Nope. Chả ai nói gì cả. Mọi người đều ổn. Tất nhiên là ổn rồi. Có ai kìa? Ai đang đi sang kìa các cậu ơi? Kia là căn nhà của ai vậy? Sao cái nhà kia lại có những cái thanh gỗ rào hết vào thế nhỉ? Hình như ông ấy đang đi sang nhà mình này. Cậu mở cửa ra. Ui thế nhưng mà người lạ mà đến thì có được mở cửa không? Từ từ đã, để tớ xem ông ấy nói gì đã xem nào. Đâu rồi ông ấy? À, ông ấy đến nhà mình thật này các cậu ơi. Ông ấy sang đây để làm gì nhỉ? Cái nhà bên kia đang sửa chữa cậu ơi. Ông ấy gõ cửa rồi, để tớ mở cửa xem nào. Chào ông. Tôi là hàng xóm của bạn. Tôi chỉ đến để xem các bạn có ổn không. Từ trận động đất đó. Ông này ông sang hỏi thăm cậu ơi. Đúng rồi, ông ấy thấy bọn mình mới đến mà lại vừa gặp động đất. Thế nào ông ấy sang hỏi thăm xem là bọn mình có ổn không. Vâng. Quả là một người hàng xóm tốt bụng. Chúng tôi ổn. À tốt rồi, nếu mọi người ổn thì tôi sẽ gặp lại các bạn sau. Đấy chưa, ông này ông ấy sang hỏi thăm xong rồi bây giờ mình bảo ổn là ông ấy đi về rồi này. Chào tạm biệt ông hàng xóm nha. Rồi đóng cửa vào. Ôi kỳ nghỉ kiểu gì mà toàn động đất rồi. Giờ mưa bão này các cậu ơi. Chán thật đấy, bọn mình đi du lịch đúng vào ngày mưa bão luôn. Đóng hết cửa sổ chưa? Đóng hết rồi nhưng mà chán quá, chả ra ngoài đi chơi được. Lần sau các bạn đi du lịch là phải xem thời tiết nhá. Còn ngày kia bạn bảo cậu là đặt pizza đi để còn ăn. À đói rồi, để tớ gọi điện thoại đặt pizza nhá. Nhưng mà mưa thế này shipper có ship không nhỉ? Chắc là người ta sẽ ship đến thôi. Tin tức bắt đầu trong vòng 15 giây. Tin tức ở trên TV các cậu ơi. Tin tức à? Có ai xem không? Các
các bạn đi ngủ hết rồi cậu ơi. Kìa, vẫn có bạn kìa, đã ăn đâu mà đi ngủ. Các bạn chỉ thích xem phim hoạt hình thôi, không thích xem tin tức đâu. Ngồi đây xem nào. Tin tức có kẻ giết người á. Ui, tin nhảm nhí, thôi bỏ qua đi. Kẻ giết người á? Ngày nào ở giờ trên thì chả có tin tức. Đấy, không có kẻ giết người nào đâu, các bạn bảo thế. Thế thì thôi, chúng mình đi ngủ đi. Ngủ làm sao được, tớ đặt pizza rồi. À, đặt pizza rồi á? Sao lâu đến thế nhỉ? Ô, hình như tớ vừa nhìn thấy ở dưới có ai. Đâu? À, xé rào pizza đến rồi. Nhanh vậy, yeah. Đến rồi. Đấy chưa, pizza người ta đi ô tô nên là không sợ mưa đâu. Here we go. Mở cửa bạn ơi. Mở cửa ra để lấy pizza nào bạn ơi. Hey, what happened? Yeah. Chào anh shipper nha. Anh vất vả quá, mưa gió này mà vẫn ship pizza đến cho chúng mình. Yeah, bánh pizza tới nơi rồi. Đưa đây. Sao anh ấy cứ cười thế? Đây rồi, cậu từ từ vào đã. Tớ mang pizza vào rồi, các cậu ơi, ra bàn ngồi ăn đi. Uhu, hai cái bánh nha, cắt ra mỗi người một miếng. Ngồi vào đây này. Ồ, cái bạn này, đi dưới không đi, trèo lên bàn. Bạn này trông giống mình nhỉ? Ồ, phong cách giống cậu. Nhưng mà khác cái màu kính cậu ơi, kia là kính kính hồng. Bạn này kiểu đói rồi kìa. Đói thì cầm cái bánh rồi còn gì nữa. Các cậu, tại sao người hàng xóm này... Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Nhìn kìa, nhìn sang nhà ông hàng xóm kìa các cậu ơi. Anh ta đang đứng ở cửa sổ và nhìn sang bên này. Sao anh ta không đi ngủ hay làm gì mà lại đứng chắc nhìn bọn mình nhỉ? Anh ta thấy trong mình. Ui, đâu rồi? Cái gì đấy? Anh ta đâu, biến đâu mất rồi. Vừa đây đứng đấy cơ mà. Kỳ lạ thật đấy. Anh ta kiểu thấy chúng mình ăn pizza. Các cậu ơi, nhà mình bị mất điện à? Sao lại... Điện tối om om á. Trời lại tối thế này. Có đèn pin không? Đèn pin á, nhà này nhà mới tớ biết ở đâu bây giờ. Nhà nào cũng sẽ có đèn pin, bình thường tớ đi nhà nghỉ là người ta cũng có đèn pin hết đây. Hình như bây giờ bọn mình phải tìm đến cái chỗ cái máy phát điện và để bật nó lên thì phải. Phải mở cửa nhà xe lên. Nhưng mà xem nào, tìm chìa khóa các cậu ơi. Nhà xe đang bị khóa, bây giờ phải tìm chìa khóa. Chìa khóa chắc chắn là chủ nhà người cũ người ta để ở trong những cái tủ đây thôi. Mình tìm ở những cái tủ này là được này. Không có. Ui, ở đây có một cái bánh, bạn nào lại giấu ở trong đây thế này. Cái tủ này cũng không có luôn. Ở bếp có tủ không? Tôi nghĩ là phải chạy lên tầng 2 cậu ơi. Tầng 2 vào các phòng ngủ à? Ở đây hành lang cũng có này. Cũng không thấy cái chìa khóa nào. Có bạn nào tìm thấy chìa khóa không? Trong phòng này, mở các ngăn kéo trong phòng. Ôi, nhiều thế, nhiều ngăn kéo lắm cậu ơi. Chìa khóa ở trên tầng 2 à? Để lên xem nào. Phòng nào? À, đã chẳng... mở ngăn kéo rồi mà này. Đây rồi, tớ lấy được chìa khóa rồi các cậu ơi. Đi xuống mở cửa phòng kho nào. Here we go. Mở cửa phòng kho này để kích hoạt máy phát điện. Mở cửa này. Cửa gara đã được mở. À, đây có một cái tủ điện này, bật lên. Điện đã lên rồi. Thì ra là điện nó bị quá tải, sấm sét đấy. Trời mưa thế là nó bị ngắt. Đúng rồi, trời mưa là rất hay bị mất điện các bạn ạ. Ở bạn kia bảo là hay là người hàng xóm đã cắt điện. Ông hàng xóm thì ông ở bên kia, làm sao ông ấy cắt điện được nhà mình? Đúng rồi, làm sao ông ấy điều khiển được nhỉ? Thật, bạn ấy cứ nghĩ linh tinh rồi. Tớ nghĩ là trời tối rồi đấy, bên ngoài trời thì mưa, bắt đầu thấy mệt rồi, hay các cậu ơi đi ngủ đi. Bây giờ giường của anh, ui ôi, mấy bạn này đã nằm ngủ từ lúc nào rồi? Tớ chọn cái giường ở góc này, hai bên đều có cửa sổ, view đẹp nhất luôn. Làm đây ngủ rồi. Buồn ngủ quá các cậu ạ. Chúc ngủ ngon các bạn của tớ, sáng mai gặp lại nha. Bye bye. Đi ngủ không tắt điện à? Có chứ, các cậu ơi tắt điện đi. Ôi, đêm à, vẫn chưa trời sáng à? Mình tự nhiên lại tỉnh dậy thế này. Ui, bên nhà hàng xóm kìa. Sao ông ta cứ nhấp nháy thế nhỉ? Ui, các bạn của tớ cũng dậy hết rồi à? Sao cái phòng này lạ thế này? Có những cái tủ nó lại cứ bay ở trên trần thế này. Bay lơ lửng, mọi thứ đồ đạc này. Đồ đạc bị vứt lung tung hết. Như kiểu là có trộm vào nhà ấy nhỉ? Tôi đang theo dõi bạn. Ai đang theo dõi bạn? Mình? Ai đang theo dõi mình? Nói với tớ là ông hàng xóm bên cạnh nhá. Ông ấy nói là ông ấy sẽ trở lại cậu ơi. Trở lại á? Cái lúc mà ông ấy sang thăm mình ấy. Thế nhưng mà cậu nhớ câu nói ấy không? Ông ấy lẻn vào nhà mình rồi mà sao đồ đạc lại bị vứt lung tung hết thế này? Tớ không biết được. Nghe có tiếng em bé đang cười từ phòng chơi của chúng mình. Có tiếng em bé cười á? Oh, em bé cười ở phòng chơi. Tớ bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Đi lên phòng chơi nào các cậu ơi, phòng chơi ở tầng 2.
Có ma không cậu ơi? Ui, ông hàng xóm ông vẫn đang đứng ở nhà ông nữa kia cơ mà. Ông ấy đang theo dõi chúng mình đó. Phòng chơi. Ôi. Sao phòng chơi này bị khóa rồi? Đúng rồi. Phải kiếm một cái chìa khóa để mở cửa phòng. Rõ ràng là hôm nay ban ngày bọn mình vào đấy chơi được đúng không? Đúng rồi. Tìm chìa khóa đi các cậu ơi. Here we go. Ôi, mom, thế này. Bọn mình phải mở phòng chơi ra xem là cái tiếng em bé ở trong phòng chơi đấy nó là như thế nào. Có em bé nào bị mắc kẹt ở trong đấy à? Tớ cũng không biết được. Yêu ơi, mọi thứ này trông đáng sợ không? Nhìn nó cứ ma mị kiểu gì ấy. Một đêm kinh hoàng. Lại là cái bánh này. Vẫn không thấy cái chìa khóa nào cả. Tớ nghĩ cậu nên vứt cái bánh ra thùng rác đi. Đâu rồi, đâu rồi? Ở phòng khách. Ồ, chìa khóa ở phòng khách à? Đây rồi, tớ lấy được chìa khóa rồi các cậu ơi. Đi lên phòng chơi xem nào. Phòng chơi đâu, đây rồi. Mở cửa ra. Mở cửa này. Đông người vào cho đỡ sợ. Ui. Thì có ai? Nghe tiếng rùng rợn thế. Nhưng sao không có ai nhỉ? Cổng đó mà, có ở đó. Ở đằng kia có một cái cửa kia. Cửa đấy, sao lại có ở đấy nhỉ? Cửa này dẫn lên đâu đây? Trước đấy làm gì có. Mở cửa này. Chói quá, không nhìn thấy gì cả. Ôi. Ôi ông hàng xóm. Oh my god. Trông như một con ác quỷ vậy. Một con ma rất nhiều răng với hai mắt đỏ lừ. Đừng để bị bắt, phải trốn thoát khỏi đây. Úi, trốn. Đây như kiểu là cái mê cung ấy. Ôi, một cái hành... có những cái con mắt ở hành lang này cậu ơi. Hình như những con mắt này là nó đang theo dõi bọn mình. Nó nhìn thấy bọn mình chạy đi đâu đấy. Cậu ơi, trốn ở đâu rồi, đợi tớ mới. Bây giờ phải chạy đi đâu? Tớ cũng không biết được, phải thoát khỏi cái mê cung này. Tìm thấy các phím cậu ơi. Tìm thấy các chìa khóa hay là cái gì? Các phím là các cái gì? À, hay là lấy chìa khóa. Tớ lấy được một cái rồi. Chìa khóa để làm gì? Nhưng hàng xóm đâu? Ông đấy chắc là cũng vẫn đang đi ở trong cái hành lang này để tìm mình đấy. Chìa khóa à, mở cánh cửa. Mở cái cánh cửa này. Ui, nó tận có 8 cái khóa cơ. Ôi, phải mở 8 cái khóa thì chúng mình mới có thể thoát ra khỏi cái mê cung này. Các cậu ơi, tìm nhanh lên, tìm chìa khóa đi để thoát khỏi đây. À, đây có cái. Mở ra luôn này. Được 3 cái rồi. Còn 5 cái nữa. Cứ mở các cái đấy. Đây là những cái ngăn kéo tủ. Đúng rồi, cứ mở các ngăn kéo tủ ấy. Ui, ông ta. Ui, ông hàng xóm kìa cậu ơi. Chạy. Chạy đi. Chốt. Nhanh lên các cậu ơi, ông ta đang đến kia. Ông ta bây giờ biến thành người khổng lồ. Ui, bạn kia bị ông ấy đập cho một cái rồi. Mở được rồi. May quá, mở được cửa rồi. Chạy ra khỏi đây thôi. Ui, cái gì thế này? À. Trời, mắt quá. Quá? Đây chỉ là một giấc mơ thôi à? Các cậu ấy dậy hết rồi, có mỗi mình đang nằm mơ. Ui giời ơi, sợ quá. Thế mà tớ cứ tưởng đây là kỳ nghỉ cuối cùng của tớ. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, nó đã kết thúc rồi các bạn ơi. Chắc do chúng mình nghĩ ngợi nhiều quá đấy. Ôi, có 2 cái lọ hoa bị rơi này. Đồ đạc thì được sắp xếp gọn lại rồi. Đúng là một giấc mơ thật các cậu ạ. Cái lọ hoa này, ôi nhưng mà cửa vẫn mở. Tại sao cái cửa đấy lại mở nhỉ? Có ai đó đột nhập vào nhà cậu ơi. Ôi, trộm à? Thế là có trộm thật à? Bạn kia bảo mình hãy gọi cảnh sát. Đúng rồi, có trộm thì phải gọi ngay cảnh sát. Để tớ gọi cảnh sát à? Alo, chú cảnh sát ơi, đến ngay nhà bọn cháu đi, hôm qua có trộm đột nhập. Chú cảnh sát bảo chú ấy sẽ đến ngay. Hay là gã hàng xóm hôm qua đột nhập vào nhà mình nhỉ? Còn làm rơi cả lọ hoa đây này. Tớ không biết được. Có mất cái gì trong này không? Đồ đạc vẫn còn nguyên. Trong bếp cũng không có gì. Ô, có xe cảnh sát đến rồi kìa. Sao nhanh vậy nhỉ? Mình vừa gọi xong mà cảnh sát đã đến rồi. Yeah, các chú cảnh sát đến đây rồi thì bọn mình không còn gì phải sợ nữa các cậu ơi. Nhưng mà các chú cảnh sát này đến nhanh thật đấy. Nhanh quá, có 2 chú cảnh sát đến. Mở cửa. Mở cửa cho chú cảnh sát này vào nào. Hello. Cảm ơn vì đã đến rất nhanh. Hôm qua nhà bọn cháu bị trộm. Đợi một phút. Trông cái chú cảnh sát này lạ lắm các cậu ơi. Hình như không phải là cảnh sát. Không phải cảnh sát á? Này, sao lại chạy vào đây? Ui, hình như đây là cảnh sát giả mạo các cậu ơi. Đây là những tên trộm đóng giả làm cảnh sát. Ui, cảnh sát lại còn cầm cả dùi cui đánh mình nữa. Các cậu ơi, chiến đấu lại đi. Vâng. Đây là những tên trộm giả dạng cảnh sát đây. Ui, sao lại còn mỗi mình tớ thế này các cậu? Các bạn nam đâu hết rồi?
rồi. Các cậu chạy hết đi đâu rồi? Các bạn ấy sợ quá cậu ơi. Ui, một đánh hai thì làm sao mà đánh được? Các bạn nói rằng ai gọi cảnh sát đến thì tự chịu trách nhiệm đi. Ui, các cậu ơi, xuống đây đi, giúp tớ. Ui, không được, tớ làm rơi cái gậy rồi. Bạn nhím bạn gọi cảnh sát đến nhưng mà lại là cảnh sát giả mạo. Thế là bây giờ bạn nhím phải một mình tự đánh hai chú cảnh sát đánh này. Đánh này, hai tên này không phải là cảnh sát thật đâu, đấy là kẻ trộm đấy, các cậu xuống đánh đi. Đây rồi, có một bạn gái xuống giúp mình rồi. Ôi cậu ơi, phải đánh chứ. Ui, hai tên này, hắn đuổi lên đây rồi. Số này còn lên tận tầng 2. Trốn vào nhà đồ chơi. Chui lên đây các cậu ơi. Ui, chui vào đây. Hai tên kia, chúng chạy đi đâu rồi? Tớ làm rơi một cái gậy rồi, không thể đánh lại chúng được nữa. Cứ ở trong nhà bóng này, mấy cái tên nó không lên được đâu, nhím ạ. Thế nhưng mà, đây là nhà của bọn mình mà. Bọn chúng đi đâu rồi? Lại có cảnh sát giả mạo vào đây là thế nào? Mấy tên côn đồ này sợ thật đó. Xe chúng vẫn ở ngoài các cậu ơi. Chúng đi rồi. Chúng đi chưa? Quay chừng, còn nhiều hơn nữa, chúng sẽ quay lại. Ui, chúng đang dọa bọn mình này. Hắn cầm cái gì kia? Ui, hắn ném cái gì vào đây ý? Ui, khói. Đạn khói rồi. Hắn ném đạn khói vào nhà để cho bọn mình bị chóng mặt. Ui, chóng mặt quá. Ôi, mất xỉu rồi. Hòa mắt chóng mặt lăn đùng ra rồi. Tớ không đứng được nữa. Đồ xấu xa. Bye bye. Có ai đó giúp chúng tôi không? Tớ không chịu được nữa rồi. Tớ ngất đây. Ở đâu đây? Chúng ta đang ở đâu đây? Sao tối om thế này các cậu ơi? Tớ không nhìn thấy cậu đâu nữa rồi. Ui, tớ xả vào ai đây? Này các cậu cũng ở gần tớ à? Không thấy gì. Tất cả các bạn học của chúng ta đều bị bắt nhốt vào trong này rồi. Ồ, có cái đèn sáng lên rồi, một cái tivi. Ôi không, mình bị bắt cóc rồi. Cậu có nhớ cái bản tin hôm trước không? Thì ra là mấy cái tên cảnh sát giả mạo vừa rồi chúng bắt cóc bọn mình. Chúng tính là những chúng chính là những tên giết người đó. Ôi, ông hàng xóm nói gì đây? Bây giờ tôi đã thấy các bạn, chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Hình như cái tên hàng xóm chính là tên chủ mưu các cậu ơi. Ôi không. Hắn bắt đầu định chơi trò chơi gì với bọn mình đây? Hắn bắt chúng ta phải tham gia những trò chơi. Phải tránh những cái gì ấy, nếu mà chạm vào thì sẽ bị tiêu đời à? Tránh cái gì? À, tránh những cái đèn à? Đây là những cái nhà kho. Ui, đèn đâu? Đèn ở đâu? Ui, tránh chuột cậu ơi! Chạy đi! Ở dưới nhiều chuột quá, các cậu ơi, chạy lên, trèo lên đây đi. Chuột phải sợ chúng mình chứ, sao chúng mình lại phải sợ chuột? Ui, những con chuột này là chuột đột biến hay sao? Nó to lắm. Nó còn to hơn cả con chó cơ. Ui, rất nhiều. 1, 2, 3, 4 con. Đừng có ai nhảy xuống cậu ơi, nhảy lên đi, không chuột nó cắn chân đấy. Bây giờ phải làm gì để tiêu diệt lũ chuột đấy? Tớ không biết được. Cái tên hàng xóm này xấu xa thật đấy. Chúng mình không thể đứng mãi thế này được các bạn ơi. Ui, bạn nào nghĩ ra kế sách gì không? Bạn kia bị chuột cắn gần mất máu rồi kìa. Chạy lên cao bạn ơi. Thì tớ không ngon thế. Đúng chuột đâu rồi? Có vẻ như bạn đã vượt qua trò chơi đầu tiên của tôi. Ôi, đấy là một trò chơi ạ. Đây mới là trò chơi đầu tiên thôi, vẫn là sẽ còn các trò khác. Hãy xem bạn làm thế nào trên cái thứ hai. Ui, hắn chuẩn bị để trò chơi tiếp theo đối với chúng mình đấy. Trò chơi tiếp theo sẽ là gì? Light up, tắt đèn á. Tức là sao? Tức là sẽ tối om như thế này à? Trong trò chơi này bạn sẽ phải tránh các ánh đèn khi đèn bật. Nếu mà không tránh thì bị làm sao nhỉ? À, tức là đèn bật ở đâu là mình sẽ phải tránh ở đó. Nếu bạn là tâm điểm của ánh sáng đèn, điều đó bạn sẽ chết. Ui, nguy hiểm thế. Tức là mình đứng vào cái ánh sáng của đèn là mình sẽ chết đó. Đúng rồi, phải chạy đi liên tục và chạy xung quanh này các cậu ơi. Đèn đâu? Đâu đèn đâu? Tôi không biết được. Đây, may quá không có bạn nào đứng giữa cái đèn. Cái đèn thỉnh thoảng trên trần nhà kìa. Thỉnh thoảng nó sẽ bật lên và nó chiếu vào bọn mình. Nó chiếu vào bọn mình. Đừng có đứng yên nha các cậu nha. Đây là một cái nhà kho. Thử đứng lên đây. Mình trèo lên tường thế này rồi thì cái đèn nó không thể chiếu lên tường được các cậu ạ. Thế thì mình cứ bám lên tường cậu ơi. Đúng rồi. Không phải chạy nữa. Cậu ơi. Các bạn kia cứ mải mê chạy phía dưới kìa. Trèo lên tường như tớ này này. Đúng rồi. Ui, bạn nữ kia bị đèn chiếu vào rồi. Ôi không. Tiêu đời.
nguy hiểm quá. Đó đó, sợ chưa? Hai cậu kia, mau mau trốn vào chỗ nào như tớ đây này, đừng đứng ở giữa sân. Trèo lên cao, phải trèo lên cao. Đúng rồi, phải nấp vào một cái góc nào đấy, đèn nó không thể chiếu vào được. Ui, không bạn nào dính. Ồ, thế này thì cũng dễ ợt. Các bạn ở đâu rồi? Ủa, các bạn trốn đâu hết rồi? Ôi, bạn kia đừng đứng ở đấy. Trèo lên cái đèn đi. Trèo lên cao ấy. Ừ, đúng rồi, cái bạn kia thông minh đấy. Đấy, trèo lên đấy. Trèo lên đèn. Thế là không bao giờ bị đèn nó chiếu vào. Ui, hắn đang đến. Các cậu ơi. Thế thì chúng mình phải tìm lối thoát cậu ơi. Tên hàng xóm đang đến đây, tìm lối thoát đi. Tấm ván này không chắc chắn. Tìm cái gì để phá vỡ? À, mình sẽ phá vỡ những cái mà nó chặn mình lại. Những cái tấm ván này nó đang che lối đi, bọn mình sẽ phải tìm. Tìm một cái xà beng. À, ở đây có một cái rìu này. Được đấy, rìu có thể phá được. Rìu sẽ phá được gỗ. Rồi, bọn mình đang đi vào đâu đây? Một cái cống ngầm. Nhảy qua đây này. Cẩn thận các cậu nha, rơi xuống cống này là toàn là nước bẩn thôi đấy. Nhảy qua đây này. Tớ nghe thấy tiếng cười của tên hàng xóm rồi. Đây còn có cả laser nữa. Chạy vào đây cẩn thận. Laser mà cắt qua người là cũng không thể sống được nữa đâu. Laser này rất nhiều luôn. Nhảy lên cậu ơi. Đây phải chui qua. Đấy. Qua luôn. Nhảy qua tiếp đây này. Rơi xuống cái dòng nước màu xanh này là cũng tiêu đời đó nha. Bây giờ chỉ còn có mỗi hai bạn rồi thôi à? Bây giờ đi đâu đây? Các cậu ơi? Tên hàng xóm đâu rồi? Tớ không biết được, hay là chúng mình phải nhảy vào cái cống nào đấy? Sao tới đây lại không còn đường đi nữa? Hay là tên hàng xóm ăn xe tới đây? Cái gì vậy? Nhanh lên, cánh cửa đang đóng xuống. Ui, cánh cửa kia đang đóng xuống, nó nhốt mình lại đây rồi. Nhanh lên ở đâu? Đi đường nào? Hay là cái này sẽ mở lên? Không biết ở trên được. Này có cái tivi à? Mấy tên ngốc. Ui, hắn gọi mình là tên ngốc. Cậu là tên ngốc chứ tớ không phải là tên ngốc nha. Các bạn đã rơi vào bẫy. Ui, đây là cái bẫy của hắn. Hắn nhốt bọn mình vào đây rồi. Thôi, tiêu đời rồi. Hắn nói rằng là sẽ không có lối thoát các cậu ạ. Thế này chắc thì làm chắn thế nào? Là sẽ có lối thoát, hắn ta nói dối đó. Bây giờ hắn có thể tự bắt bọn mình nhá. Hắn đâu rồi? Đâu? Ui, hắn ta phun một cái lớp gì đó cậu ơi. Ở phía trên chân à? À, phía trên chân nhà, hắn ở phía trên chân nhà. Help me. Ui, tôi nhìn thấy như hai bàn tay à? Mình ngất xỉu rồi. Không chịu được nữa rồi. Mở mắt ra, mình đang ở đâu đây? Đang ở bên ngoài à? Sao trông lại thế này? Ui. Cái gì kia? Một con quái vật. To khổng lồ luôn. Chính là gà hàng xóm lúc nãy. Hắn ta làm gì vậy? Hắn ta bước còn rung hết cả như kiểu một trận động đất luôn. Hắn đang đến đây. Oh my god, chúng mình như những người mini vậy. Hắn đang đuổi theo hai đứa bọn mình này. Tôi đã nói với các bạn rằng không có lối thoát mà. Làm sao bây giờ? Không có gì chiến đấu à? Có mỗi cái rìu thôi. Nhưng mà hắn to thế, chiến đấu làm sao được? Hắn ném đang tung cái gì đó. Ui, hắn ném ra những hòn đá khổng lồ. Chạy đi đâu bây giờ các cậu ơi? Ui, cái gì đang đến kìa? Đây là trái tim của hắn. Hình như là mình phải đánh vào cái quả cầu lửa này. Chém vào này. Chém đi cậu ơi. Đánh vào đây. Chém thế này bao giờ mới được cậu ơi? Đánh vào đây này. Sắp chiến thắng rồi. Quả tim bị vỡ rồi. Nó chuẩn bị nổ. Yeah, tên hàng xóm bị ngã rồi. Bọn mình chiến thắng rồi. Yeah. Lại là một giấc mơ à? Quái thật. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Thảo nào. Bạn của mình đâu hết rồi? Thật là nhảm nhí. Các bạn ấy đi chơi hết rồi à? Còn mỗi mình nằm ngủ.